Trước một lồng đèn vành này. Bi à? Sẽ bi ấy. Bi hay bạc? Sao nhìn cái đống ấy, chỗ đấy để chứa mỡ à? Đống rỗng như chỗ đấy là để chứa gì? Đống để chứa dầu. À. Cái này nó chứa, cái này là một phớt của nó mà. À, nó không có phớt nữa. À, mới xu mà nó phải có phớt chứ. Con này nó hơi cũ so với các con khác. Đời nó cổ. Nó chạy nhiều hơn. Giống hệt cái Mitsubishi đời mới bây giờ. Cùng hãng thì vẫn công nghệ đấy. Cùng hãng đời mới bây giờ. Còn Mitsubishi Thái bây giờ nó cũng thế. Ở đấy là tung lăng xuống nước. Dầu này dầu rửa, đây là dầu rửa, dầu máy khâu để rửa mà có thể rửa bằng xăng. Dễ ăn đâu nha. Kiếm trên đời này không phải dễ ăn, nó làm nó vui, cần làm có một con tinh hoa ra nhiều tiền hơn nhiều. À. Nhưng anh là thằng chuyên sâu về quạt rồi. Anh là thằng phần chuyên sâu về quạt. Nhỉ, cũng liệt vào hàng chuyên sâu. Cao thủ rồi. Cao thủ thì nó có bất tâm lắm, làm đâu nó lại thành ra. Nhưng mà anh va vào quạt thì anh cầm lâu rồi. Đi qua thì đã quá cao thủ rồi nhỉ. Nếu nói về đi qua thì đẳng cấp. Đi qua thì lên tầm đẳng cấp nghệ nhân. Nghệ nhân đến Bắc Ninh. Bôi trơn bằng dầu với khâu là bôi trơn bằng dầu ấy. Dầu kia dầu này là sao gọi dầu bôi trơn, bôi trơn bằng dầu lim. À dầu máy khâu này là dầu gì, nó do vẫn bôi dầu máy khâu, máy khâu nó vẫn bôi dầu máy khâu. Không, không cho một máy khâu trong một quạt, quạt nó tốc độ chậm máy khâu luôn. Anh nào cứ chơi dầu máy khâu nó chỉ được thời gian thôi. Máy khâu đâu,
Đi nó ở đây nó quay cái bình thấy thắt ở dưới. Thế còn cái này nó lại quay cái bình đang kia nó quay cái này. Thế còn cái hai cái lò xo này, giữ cái trục này để khi mà quay rổ lên rồi thì quạt không quay tít mù. Bên tóc của nó cả. Con mít bây giờ mít nhựa bây giờ thế, con mít mít đời mới là mít bị xuất thế, thế là cả một hãng đấy nó cũng không mẹ nữa rồi. Mít xuất bây giờ nó không chơi này nữa, nó tốc năng điện rồi.
Con này thì nó có là con cũng lại phải chỉnh căn chỉnh không? Không. Con này thì nó lại không, mình nó đọc ấy. Con này nó bạc tự chỉnh. Ờ, bạc tự chỉnh nó khác con kia. Bạc mắt sâu. Con này căn chỉnh dễ hơn nhiều. Cái con lúc con tô cũng lấy nhỉ? Tô nó kéo đây. Rồi gõ và xoay ở chỗ nào là vị trí nào tốt nhất thì mình dùng. Con này thì nó sẽ tự về chỗ tốt nhất.